ba lý do khiến con người nhìn thấy ma quỷ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 38% số người trên thế giới tin vào sự tồn tại của ma quỷ và cho biết đã từng nhìn thấy ma, theo International Business Times. Từ ma thường được dùng để chỉ linh hồn người hoặc vật chết và khái niệm ma ám có thể bao gồm cảm giác một thực thể tồn tại, hay trông thấy vật thể di chuyển hoặc linh hồn đang cử động. Nandasno Phó giáo sư qua tâm lý học nhận thức ứng dụng ở Đại học Manchester Metropolitan ở nước Anh đưa ra 3 lý giải phổ biến nhất về nguyên nhân con người nhìn thấy ma. Đầu tiên là nghe người khác nói. Việc nghe kể về một nơi có ma khiến một người dễ nhìn thấy ma ở địa điểm đó hơn, theo Dashnow. Trong một nghiên cứu, các tình nguyện viên ghé thăm năm khu vực chính ở một nhà hát trước khi điền vào bằng trách nhiệm, đánh giá cảm xúc và nhận thức của họ. Trước chuyến tham quan, một nhóm tình nguyện viên được kể nhà hát bị ma ám, trong khi nhóm còn lại được thông báo nhà hát đang trong quá trình nâng cấp. Kết quả là nhóm tình nguyện viên đầu tiên báo cáo có nhiều trải nghiệm căng thẳng hơn. Tác động của việc nghe kể cũng khác biệt tùy vào niềm tin của con người. Những người tin vào sự tồn tại của ma quỷ sẽ bị ảnh hưởng hơn người hay hoài nghi. Thứ hai là điện từ trường và âm thanh gây sợ hãi. Một lý giải khác về hiện tượng nhìn thấy ma là tác động của những yếu tố môi trường như điện từ trường và hạ âm. Nhà thần kinh học người Canada Michael Persinger chứng minh sử dụng điện từ trường ở nhiều mức độ khác nhau ở Thùy Thái Dương của bộ não có thể tạo ra trải nghiệm ma ám như nhìn thấy ma hoặc cảm giác bị ma chạm vào tương tự hạ âm tần số âm ở dưới ngưỡng nghe của con người cũng giúp giải thích hiện tượng nhìn thấy ma một số nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa sóng hạ âm và cảm giác kỳ lạ trong một nghiên cứu các nhà khoa học phát sóng hạ âm trong buổi biểu diễn âm nhạc và khán giả sau đó được yêu cầu miêu tả lại phản ứng khi nghe nhạc nhiều người báo cáo cảm thấy lạnh sống lưng lo lắng sợ hãi không thoải mái hoặc dầu dĩ ở thời điểm phát sóng hạ âm và cuối cùng là ảo giác do chất độc Nhận thức về sự tồn tại của thế lực siêu nhiên cũng nảy sinh từ phản ứng đối với những chất độc như carbon monoxide, phocmon dehit và thuốc trừ sâu. Sean Rogers và đồng nghiệp ở Đại học Clarkson nước Mỹ quan sát được nhiều điểm giống nhau giữa trải nghiệm huyền bí và ảo giác do bào tử nấm gây ra. Điều này có thể lý giải tại sao những vụ bắt gặp ma thường xảy ra trong các tòa nhà cũ kỹ ở mốc và có độ thông khi thấp.